giới là cái gì sư Khang biết không? Thì cái này tôi biết, tôi nói bạch thượng tọa, 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 10 giới trọng 48 giới, kinh giới của Bồ Tát. Ngài hỏi 10 giới là cái gì? Thì tôi rành là tôi kể 10 giới cho Ngài nghe. Ngài nói sư Khang biết giới thứ 6, thứ 7, thứ 8 là cái gì không? Tôi nói bạch thượng tọa, đó là giới, mà nó không phải. 5 giới đầu là giới, 5 cái giới sau là hạnh, chứ không phải là giới. Giới thì dễ giữ mà hạnh khó nhìn. Hồi đó sư trưởng giảng cái này rất rành. Giới thứ 6 là con nghe xem hát múa đờn kèn, đó là sư đâu có hải ấy. Cái đó là cái tư cách của người tu, cái oai nghi của người tu. Sư mà phạm rồi thì cư sĩ nó không dám làm gì hết đó. Còn có mấy cái giới kia, sát sanh trộm cắp tà dâm, nó thưa sư tới cùng. Thành ra cái giới dễ giữ mà cái hạnh mới là khó giữ. Mà cái hạnh là cái điều kiện để người tu đi đến quả A La Hán. 8.000 oai nghi, 8 nguồn tế hạnh. Mà bây giờ một vị tỳ kheo mà đút cái y hạ vô lỗ đít như vậy để phăng pháo này mà chạy ra xách thùng đưa cái tưới nước thì có hạnh kiểm gì không? Bây giờ sư xách tưới nước đi mà bây giờ cứu được 40 căn nhà, đừng nói 40 căn nhà, 1.000 căn nhà bây giờ cũng không thành đối với một cái hạnh kiểm của 10 xuất gia. Chết chưa? Tôi mới hiểu cái ý nghĩa của Đức Nhị Tổ Giác Chánh. Bây giờ đừng nói 40-50 căn nhà, bây giờ cả ngàn căn nhà bỏ cháy dưới cái đầu A La Hán, sư muốn cái nào? Sư nói rằng 1.000 tỷ tam thiên đệ thiên thế giới đổi A La Hán, sư không đổi. Mà tại sao có 40-50 căn nhà mà sư đổi với cái hạnh kiểm của sư? Mình thấy cái nhìn của Ngài nó độc đáo, nó khác biệt. Ngài không quan trọng về vật chất, mà Ngài quan trọng về cái đạo quả. Về cái đạo quả, thấy không? Là tôi nhớ cái ngày đó, hồi đó có ông sư ở dưới đoàn cũng vậy đó. Ông bệnh sao không biết mà phong thấp đây, tức cái chân nó đi cà nhắc. Mà đi bác thì cái chân vậy đâu có cho đi, vậy đó không cho đi. Thì có ông thầy thuốc bắc, ông rất giỏi. Ông hốt cái thang thuốc mà ông nói là thuốc này thuốc quý không nha sư. Bây giờ con đề nghị với sư vậy nè, nếu mà sư uống sư nấu nó phải 10 thang. Mà một thang 100 mấy chục ngàn, sư nó mắc rồi đó, tiền cho mấy chục ngàn bây giờ bằng mấy trăm ngàn. Thì bây giờ sư có thể ngâm rượu sư uống thì 1 thang thôi. Còn nếu sư nấu uống nữa 10 thang cũng chưa hết, mà ngâm rượu 1 thang là hết. Vì cái rượu nó mạnh, nó dẫn thuốc, thì sư là thuộc về cấp thuốc. Nó làm cho sư đi được liền. Sư uống chừng 1-2 ngày là đi được rồi. Còn cái 10 thang kia sư uống cả tháng cả năm cũng chưa chắc đi được. Nhưng mà tôi thấy là cái giới dưỡng rượu mấy sư đều như không được uống. Nhưng mà cái này phương tiện làm thuốc mà sư. Thì vậy đó mới nói để con bạch với thượng tọa. Thì tới bữa đọc giới đó, người lên bạch thượng tọa trả lời sao biết không? Mình mới hiểu cái độc đáo của Nhị Tổ. Tôi nói trên đời này chưa tìm được người thứ hai. Ngài nói chẳng những là 10 thang mà 100 thang tôi cũng xin cho sư nữa, chứ đừng nói 10 thang. Bây giờ mấy ông thầy thuốc có nói giờ 1 thang uống nó hết, mà cái này không uống hết, phải 100 thang tôi cũng xin cho sư 100 thang. Nhưng mà sư tuyệt đối đừng uống rượu. Thì mình thấy cái ý nghĩa của Nhị Tổ mình, nói là cái nhìn về đạo quả thôi. Bất kỳ cái gì vật chất đều xua qua hết, miễn làm sao đạo quả. Mà đạo quả là cái gì? Là giới lực. Cái nền tảng đầu tiên để mà xây cái ngôi lầu A-la-hán. Thì Đức Phật cũng nói, hãy còn giới lực là còn đạo Phật. Mới giới lực mất thì đạo Phật phải mất. Mà đạo Phật còn là do tăng ni, không phải thiện tính. Thiện tính là kẻ lỡ hội đường, mình đang ngoài. Mà tăng ni còn là do thiện tính. Thì tăng ni, thiện tính nó biết cách hộ pháp thì tăng ni còn. Mà nó không biết cách hộ pháp, nó chạy theo danh lợi thì tăng ni chết. Nhưng ông nào chân tu thì chết, ông nào không có môi mép là chết. Còn ông pháp sư nào môi mép nhiều thì nó chạy theo nó hộ, thì ông thầy trò xa bỏ hết. Thành ra Đức Sư Trưởng là chú trọng đến tăng ni. Đó là cái rường cột của ngôi nhà Phật giáo. Còn thiện tính chỉ là những cái cột con thôi. Dầu có mất đi thì ngôi nhà nó cũng còn vững hơi siêu dẻo một chút. Còn cái cột cái này mà sụn rồi thì cái nhà Phật giáo tiêu liền. Mà cái cột cái này là giới lực. Giới thì mới tu thiền định được. Thiền định rồi mới trí tuệ được. Rồi giới lực tức rốt ráo rồi thì phải tùy tận với giới. giới chính là ta, ta chính là giới. Thì chỉ có Như Lai mới đạt tới đó thôi. Bồ Tát còn chưa nữa. Bồ Tát còn 10 giới trọn 4 tánh giới khinh mà, chứ còn dưới giới. Và chúng ta đâu có nghe nói giới Như Lai đâu. Như Lai không có giới. 5 giới, 8 giới, 5 giới là trời sắc dục giới, 8 giới là trời sắc giới, 10 giới là trời vô sắc và của Sa Di, phải hành tứ y pháp, Minh Đăng Quang. Còn 205 giới là của Tăng, Tỳ Kheo, Ni, 348 giới. Rồi đắc quả rồi đi ra giáo hóa, phải có 10 giới cộng 48 giới khinh của giới Bồ Tát hay là giới Phật tử. Đây mới là con Phật đấy. Còn chúng ta xưng mình Phật tử, chúng ta là thiên tử và mật tử mốc gì. Đắc quả nhập lưu đó ha, thì bên tiểu thừa cũng chưa phải là Phật tử nữa. Chỉ A-la-hán thì mới là Phật tử. A-la-hán không phát Bồ Đề Tâm cũng chưa phải là Phật tử. Phải hành Bồ Tát mới đắc quả Như Lai. Và cuối cùng có Như Lai mới khỏi giữ giới thôi. Mà trong đời này làm gì có Như Lai. Từ đây tới mà Di Lạc rồi là không có Như Lai đâu. Như Lai nào ra đời, Như Lai nào xin Như Lai là Như Lai giả. Vô thượng siêu Thanh Hải gì đó là nó Phật bà cái Như Lai này. Thì chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Thành ra tôi gần hiểu chắc chắn là từ đó đến nay là tôi thấy là tôi chưa gặp, không chắc cũng có mà tôi chưa gặp người nào thứ hai đó. Có người có cái nhìn xấu sắc, có người có cái nhìn đi ngược dòng đời. Đúng là Đức Phật Thích Ca sau khi đắc quả bỏ cái bát xuống dòng sông, nó chạy ngược dòng nước. Mình nghe nó vô lý vô cùng, làm gì mà cái bát mà chạy ngược dòng nước. Dòng nước là dòng đời. Người muốn đắc quả mà A-la-hán phải đi ngược dòng đời. Chỉ trừ khi Bồ Tát Thánh thị hiện mà không dính mắc đó thì mới xuôi dòng đời. Mà xuôi dòng đời thì theo đời luôn. Nếu mà chưa bất biến mà tùy duyên thì sẽ tan biến liền. Mà ai bất biến, mà ai tùy duyên mà bất biến, chỉ có A-la-hán thôi. Bất lai là thánh thứ ba, còn bị rơi vào cõi trời sắc giới, tứ thiền sắc giới mà. Chỉ có A-la-hán nó khó khỏi tam giới. Mà bây giờ ở đây ai dám xưng A-la-hán? Ai dám vỗ ngực là ai mình A-la-hán? Tôi thì bây giờ đang lưỡng lự nữa đấy. Giữa tư tưởng và bát nhã, trên cái lý thuyết thì tôi nắm khá khá, mà trên thực hành thì tôi phải nói trời ơi. Giữa mê và ngộ mình phân biệt không được. Nhưng mà